Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giê-xu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta phải có thái độ kiên nhẫn, bao dung hơn đối với giáo hội của Người. Qua hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên với đủ loại cá, trong đó người ta giữ lại những cá tốt và ném đi những cá xấu. Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng, cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người không chỉ được thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi, nhưng trong khi chờ đợi, thì người môn đệ của Chúa cần có thái độ kiên nhẫn và bao dung. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. Tự bản chất giáo hội là thánh thiện như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Nhưng giáo hội thánh thiện ấy lại gồm những con người tội lỗi. Ý thức cơ bản và quan trọng nhất của người Kitô hữu chính là luôn nhận biết mình là tội nhân, để từ đó kêu cầu lòng thương xót của Thiên Chúa và sự tha thứ của anh chị em. Thiếu ý thức ấy, người Kitô hữu sẽ rơi vào thái độ kiêu căng giả hình của những người biệt phái bị Chúa Giê-xu lên án cắt gao. Đồng hành với nhân loại, mang đến cho nhân loại tin mừng cứu rỗi cũng như Chúa Giê-xu đấng cứu độ, giáo hội chỉ có thể thực thi sứ mạng của mình với thái độ kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương và tha thứ mà thôi. Không ngôn ngữ nào hùng hồn hơn là sứ điệp có tính thuyết phục hơn lòng nhân từ, sự khoan nhung và lòng tha thứ. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là tuyệt đỉnh của hành động cứu rỗi của Người và lôi kéo mọi người lên với Người. Luôn ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, không ngừng cảm thông với những thiếu sót bất toàn trong giáo hội, cố gắng thực thi lòng nhân từ, bao dung với mọi người, đó là thách đố đang đặt ra cho mỗi Kitô hữu chúng ta hơn bao giờ hết. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến giáo hội, để thể hiện bằng những cử chỉ cảm thông, bao dung, kiên nhẫn mỗi ngày. Lạy Chúa, cuộc đời thường khiếm khuyết, nhưng chúng con lại muốn tròn đầy. Chúng con thường dễ dãi với mình, nhưng lại khắt khe với tha nhân. Xin giúp chúng con biết khoan dung và kiên nhẫn như Chúa đã từng chậm bất bình và rất mực khoan dung với chúng con. Xin ban cho chúng con một tấm lòng nhân ái, để chúng con dám làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa thế giới đầy hận thù hôm nay. Amen.